chuyện xử phạt giám đốc Linh. Dù anh đã đưa ra quyết định, nhưng em biết là trong lòng anh không hề muốn như vậy. Chỉ là vì em thúc ép. Anh làm vì điều đó đúng. Chúng ta có thể không bàn công việc ở đây được không? Không biết từ lúc nào mà cô Linh đó luôn luôn xuất hiện trong những cuộc tranh cãi của chúng ta. Ngay cả lúc này, anh nói là không muốn nhắc tới cô ta, nhưng em có thể nhìn thấu trong thâm tâm anh, lúc nào cô ta cũng hiện hữu. Cứ mỗi lần nhìn thấy chị, tim tôi đập rất nhanh. Trước thì tôi không hiểu, nhưng mà giờ... Từ sao? Mình hẹn hò nhé. Yes. Ông Bách chỉ cho chúng ta một cơ hội duy nhất ngày hôm nay thôi. Ngày mai ông đi Canada rồi. Âu ơi, đau. Bây giờ anh nghe tôi. Âu anh ơi. Lên trên đấy xem như thế nào đã. Tôi sẽ gọi điện cho Tuệ Lâm nhờ người khác đi thay anh được chưa? Không cần đâu. Hả? Tôi có thể đi thay anh đại cán. Không được. Cô bây giờ có còn quản lý cái dự án này nữa đâu. Làm sao mà cô đi được? Dù sao thì tôi cũng đã từng tìm hiểu về việc hợp tác này. Ngoài anh đại cán ra, chỉ có tôi hiểu rõ về nội dung này nhất. Thôi, đúng rồi đấy. Hả? Có gì chăm sự nhờ cô. Cuộc hẹn lúc 11 giờ, địa chỉ tôi sẽ nhắn cho. Âu ơi. Nhưng mà nhớ, có công lao của tôi đấy nhá. Đi muộn rồi. Âu ơi, Âu. Đi cũng muộn rồi. Nhưng mà... Để xem cuộc vui thế nào. Ây, đau quá, ơi, đau quá. Dạ anh Bách cứ yên tâm ạ. Em đã bố trí hết rồi. Anh cứ yên tâm mà thưởng thức. Là giám đốc Linh xinh đẹp mà em đã trao đổi với anh hôm trước. Cô ta làm sai cho nên tự nguyện đi sửa sai, nên rất sẵn sàng phục vụ anh từ A đến Z.